Thạch Hạo giống như một ngọn núi lớn đứng trước tế đàn, muốn ngăn cản các giáo chân áp 10 phương kẻ địch lời này. Đời sau tội huyết, phương xa có người nói nhỏ, có mấy vị thiên thần với ánh mắt lóe lên trên mang theo sát ý nhìn chằm chằm vào đàn cổ chí tôn, lại xuất hiện ra một yêu nghiệt như vậy, mạnh mẽ đến làm cho người ta kinh ngạc. Một số người có tiếng tăm thì tâm tình chập chờn nhìn chằm chằm phía trước. Người của yêu lòng đạo môn, hỏa vân đông, la phủ trần cốc thì tức giận nhất, Thạch Hạo chém giết đệ tử kiệt xuất của bọn họ, loại tử thái phần chấn này không thể tha thứ. Trước đàn cổ chí tôn, quần áo của Thạch Hạo không dính một giọt máu, ánh mắt trong suốt, mặc dù trông rất thanh tú thế nhưng lại có một loại khí thế ngoài xa không còn ai, dùng tư thái một người giữa ải ngăn cản tại đó. Ngông cuồng, tượng hỏa vân động, la phủ trần cốc là cái gì hả? Một tôn giả mà cũng dám xem thường anh hùng trong thiên hạ. Có người nói với vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo, khiến cho nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, khắp nơi trở lên trên lạnh lẽo. Lần này tổng cộng có 8-9 giáo phái cổ xưa đưa chuyển nhân kiệt xuất của mình đứng chờ trên đường vào trong đàn cổ chí tôn này, chỉ là vì ngăn cản lên đời sau tội ác huyết kia. Đám người này được yêu ái vô cùng, được ban cho pháp khí chí tôn, nhưng mà kết quả những người ở trên hai con đường kia đều bị giết sạch, một đám ngã xuống máu tươi đầm đìa. Đùng một tiếng trống vang cực kỳ là nặng nề như tiếng rèn vang trọng ở đây, gột rửa tâm thần của mỗi người, ngay cả người nổi tiếng và thiên thần các giáo đều không ngoại lệ. Tất cả mọi người đều cảm thấy máu chảy nhanh hơn, thân thể run bần bật. Bắt đầu lên đàn, âm thanh lạnh lùng kia vang lên, không có tình cảm cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình nào, là quy tắc biến thành và chủ trì lần thử thách vượt ải này. 70-80 vạn tôn xa thì là cũng chỉ có một số ít người dọc theo 8 con đường đi vào tới được dưới đàn cổ chí tôn, cũng chưa tới được một nửa nhân số, thế nhưng lại bắt đầu rồi. Hiển nhiên nếu như người của tội châu bị xếp ở cuối cùng thì sẽ có rất nhiều người vì thế mà mất tư cách, sẽ bị người có tu vi tương đương bỏ lại đằng sau. Xem một tiếng, mi tâm của Thạch Hạo phát sáng, một tia ánh sáng vàng óng bay xa hóa thành một thanh thần kiếm bổ vào đám người phía trước. Sau khi hắn độ kiếp xong thì nguyên thần lực lượng cực kỳ cố đọng, hiện tại lại hóa thân thành vũ khí dọa sợ một đám người xung quanh. Hễ ai dám hóa nguyên thần thành binh khí thì đều là yêu nghiệt. Ồ, trong đám người này có tới 6-7 người kêu to, tay ôm đầu, máu đỏ chảy xuống, sau đó hóa thành từng bộ thi thể ngã đè lên nhau, cuối cùng là lại thành mưa ánh sáng và biến mất. Đây chính là đệ tử của yêu lòng đạo môn, Hòa Vân Đông cũng chưa hề tiến về phía trước ngăn cản, mà là lần nữa ở trong đám người để âm thầm tra xét nên đã tránh thoát được một kiếp. Thế nhưng mà hiện tại lại bị giết chết trước mặt mọi người, nối gót theo chân những người kia. Quá ngông cuồng mà, xa xa có tinh thần linh thức, những đệ tử trên con đường này đều bị giết sạch, không có ai chạy thoát, khiến cho sắc mặt của bọn họ lạnh lẽo cực kỳ khó coi. Chủ yếu là trên người của bọn họ có tiêu chí phù văn nên không thể nào lọt qua được sự quan sát của Thạch Hạo, cho rằng trốn trong đám người là an toàn, kết quả vẫn ngã xuống. Bóng người lóe lên trên một cái, Thạch Hạo biến mất khỏi đấy, hắn bắt đầu lên đàn. Nơi này nhiều người huyền náo, mấy vạn tu sĩ đồng thời xông về phía trước, vừa hưng phấn vừa kích động còn có chấn động, bọn họ cũng bắt đầu trèo lên trên tế đàn. Đời sau tội huyết chém giết đệ tử hai giáo lớn, tương đương với việc vì bọn họ diệt trừ một nhóm đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ. Đồng thời thì sát phạt như thế này quả thật khiến cho người ta run sợ, bao nhiêu năm rồi không có chuyện như vậy, dám vung đao với đạo thống đỉnh cấp thượng giới, đời sau tội huyết quả nhiên ngang ngược. Nhanh nhìn, hắn không hướng thẳng lên trên, mà là thay đổi phương hướng, có người hết hồn lớn tiếng hô lên. Thạch Hạo mạnh mẽ như vượn thần, vượt qua đàn cổ chí tôn rồi nhắm vào một hướng khác chứ không phải là hướng lên trên. Hắn muốn ngăn cản giết chết người tiến những bường khác, có người nói như vậy, thực sự là mạnh đến kinh khủng mà, lại vượt qua tế đàn cổ xưa khác để giết người nơi đó. Mọi người đờ đẫn, việc này cần mạnh mẽ cỡ nào, tinh lực dồi dào cỡ nào thì mới có thể như vậy. Người bình thường đi tới trên tế đàn đều sẽ cảm thấy áp lực như núi, cất bước vất vả, mà hắn lại có thể như dẫm trên đất băng, chạy về một chỗ khác. Đàn cổ chí tôn thật sự là rất hùng vĩ, cao hơn ra núi lớn, đen kịt vút trong tầm mây. Vì vậy khoảng cách giữa 8 phương hướng là rất xa, tu sĩ trên các phương hướng khác nhau thì rất khó cảm ứng được chuyện gì đang xảy ra. Dù khoảng cách xa như vậy, nhưng Thạch Hạo vẫn tập kích đầy bất ngờ, hơn nữa lại rất nhanh, hắn muốn ngăn cản đệ tử của những đạo thống cổ xưa kia. Một tên tôn giả nhỏ nhỏ lại dám làm vậy, xỉ nhục cổ giáo trưởng tồn của một thế gian của chúng ta. Rất nhiều sinh linh đang quan chiến đều là tức giận, ánh mắt lạnh lùng, theo sự chuyển động của hắn thì đám người này cũng đi vòng bên ngoài, muốn xem hành động tiếp theo của hắn.
Hắn đến rồi. Trên đàn cổ chí tôn có người kêu to. Đây là một số người của La Phủ Trần Cốc trước kia chạy thoát, chia xa các nơi để báo tin tức và tập hợp của một nhóm người khác. Chết rồi, hắn từ nơi của Hỏa Vân Động và Yêu Long Đạo buồn lại. Chẳng lẽ hắn đã giết sạch đám người kia rồi sao? Thần sắc những người ngăn chặn trên đường này đại biến, tất cả đều kinh hãi. Chính các người lùi lại hay để ta đưa các người đi đây? Thạch Hạo nhảy bậc lên rồi hạ một tiếng ầm xuống nền bậc thang kia, ngăn cản con đường này lại, dõi mắt nhìn đám người kia. Hắn lại có thể nhảy cao như vậy trên tế đàn chí tôn sao? Có người đờ đẫn. Phải biết áp lực trên đàn cổ chí tôn là rất lớn. Sau khi tôn giả bước lên thì động tác sẽ vô cùng chậm chạp, căn bản không thể nào bay nhảy mà chỉ có thể bước từng bước tiến lên. Xem một tiếng, có người vùng cốt kính lên chiếu về nơi này. Trong phút chốc, lần thứ hai xương trán của Thạch Hạo có ánh sáng vọt lên đánh tan đám mây trên không. Lập tức thì khiến cho tâm tư của mấy vạn tôn giả ở hướng này xao động. Trời ơi, là hắn! Đến lúc này thì tất cả mọi người dự thi tại trong hướng này đã biết là ai đã đến. Đời sau tội huyết, người đã quá ngông cuồng rồi. Chúng ta không tìm người, thế nhưng người lại dám chủ động thò đầu ra, muốn tới chỗ chúng ta chuộc vạ sao? Có người giận không nhịn được nổi. Bởi vì những đạo thống này đều chung tay chung lòng tội châu, cao cao tại thượng, quản chế và nhắm vào trong đời sau tội huyết. Trong lòng của bọn họ cảm giác yêu việt bẩm sinh. Xem ra ta phải tiễn các người lên đường rồi. Thạch Hạo không muốn phí lời lập tức ra tay. Từ khắc ánh sáng chiếu khắp nơi này, cốt văn dày đặc, thần lực kịch liền chập trùng bao phủ ra một khu vực lớn trên tế đàn cổ xưa này. Đại chiến diễn ra vô cùng dữ dội. Những người này không thể là ngồi chờ chết, trong bọn họ cũng có người nắm giữ pháp khí chí tôn. Phụt một tiếng, thế nhưng ở trong chớp mắt này, cô gái này lại là người đầu tiên kêu lên thảm thiết. Mi tâm của hắn bên trên một vòi máu tươi, bị một ngón tay của Thạch Hạo đánh nát xương trán, thi thể bay ngang ra. Tiếp đó, ánh kiếm xẹt qua, bốn người bị quét ngang hông, máu tươi đầm đìa ngã xuống dưới chân của Thạch Hạo. Người ở hướng này tuy rằng cố gắng ngăn chặn thế nhưng mà vẫn không thể nào tránh khỏi vận mệnh chết chóc. Không lâu sau đó, toàn bộ đều bị giết chết. Giữa sân chỉ còn lại một thiếu niên đang đứng, máu nhuộm đỏ chân tế đàn. Đời sau tội huyết là đang muốn cảnh cáo mấy cổ giáo lớn quá mạnh mẽ mà. Tôn giả ở hướng này kinh ngạc thốt lên. Bọn họ còn không biết Thạch Hạo đã ra tay ở hướng khác, giết chết một đám người. Phân chấn nhất tự nhiên là tu sĩ của tội châu, tâm huyết toàn hoàn toàn sôi trào, lớn tiếng hô to. Xa xa người của tiếng tăm của các giáo được chấn động mạnh, có mấy người hầu như không cách nào nhín mà được nữa. Thiếu niên này quá là ngông cuồng, lại dám ở trên từng con đường ngăn giết, đánh chết hắn lại di chuyển rồi. Ngay cả một vị thiên thần cũng lộ ra vẻ giận dữ, tâm tình xa động, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Hắn quả nhiên đang chuyển động quanh đàn cổ chí tôn, mạnh mẽ như rồng, mãnh liệt và nhanh nhẹn. Hắn về hướng khác, đến lúc này lơ đây hoàn toàn đại loạn. Rất nhiều tôn giả ở các hướng khác thì đã biết được thì đều ồ to lên. Ngay cả bên ngoài, những người đang xem cuộc chiến kia cũng đuổi theo thiếu niên này. Cùng với sự chuyển động trên tế đàn của hắn là những cặp mắt không ngừng dõi theo hắn. Thạch Hạo phát hiện ra thần thông sức lục địa ta thành thốn đến cực hạn, đi qua tế đàn lại đại khai sát giới. Cuối cùng những người khác ngăn cản ở trên năm phương hướng để bị hắn giết sạch, mà người của ba phương hướng khác thì không tiếp tục tiến lên tế đàn nữa. Việc này khiến cho bốn phía chấn động không thôi. Đáng chết, thật là đáng chết. Bên ngoài, một số chân thần đang quan chiến thì là nắm chặt nắm đấm, cả người phát sáng. Những người chết kia là đệ tử của bọn họ liền khiến cho họ cảm thấy uất ức. Một số thiên thần sắc mặt cũng đen kịt như mây mù, sát ý vô hình tràn ngập. Môn đồ đệ tử ở trong giáo lại chết trước mặt bọn họ, trên này quả là vô cùng xỉ nhục. Thiếu niên kia đại khai sát giới như vậy, chỉ là đảng khiêu khích đầy trắng trợn. Đã nhiều năm rồi chưa hề xảy ra chuyện như thế này, khiến lòng của người chập trùng theo. Thạch Hạo nhìn hướng bên ngoài, hai mắt bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo nhìn nhân mã của những giáo lớn đỉnh cấp kia. Hắn không hề nói gì, thế nhưng mà loại ánh mắt này càng khiến cho đám người càng thêm tức giận. Thạch Hạo ngẩng đầu hướng về tế đàn to lớn, hắn bắt đầu cất bước xông lên trên. Đàn cổ màu đen, tổng cộng có 9 tầng, lên trên một tầng áp lực sẽ tăng vọt mấy lần, càng về sau áp lực càng lớn, khó có thể vượt qua. Nhưng lúc này Thạch Hạo cất bước thì các tôn giả ven đường đều chấn động, chỉ thấy hắn bước đi như bay, nhanh chóng lên đỉnh tầng thứ nhất.
Tiếp đó thân hình hắn hơi sững lại rồi xông lên đỉnh tầng thứ hai. Mọi người ồ lên, chuyện này quá như là điên cuồng mà. Phải biết rất nhiều người ở trong đó đang nỗ lực ở tầng thứ nhất, đầu đầy mồ hôi, xương cốt cả người bị ép sắp gãy lìa. Xem một tiếng, Thạch Hạo chuyển động thân thể, lần thứ hai nhảy lên, tốc độ giảm ra một chút nhưng vẫn không bị ngăn trở xông lên tầng thứ ba. Điên rồi, thực sự quá biến thái, thân thể máu thịt chịu phải áp lực lớn như vậy, sao còn có thể nhảy lên chứ? Đàn cổ chí tôn vô cùng lớn, vượt qua các loại núi quỷ thời thái cổ, mấy chục vạn tu sĩ leo lên, dày đặc nhiều kiến, mọi người sau khi ngửa đầu cũng không kìm nén được kêu to. Người khác còn cắn răng leo lên trên, hắn lại cứ như thế mà nhảy lên. Rất nhanh Thạch Hạo tới nơi cao nhất trên tầng 3 rồi yên lặng đứng đó, đây là nơi hợp nhất của 8 con đường thành một con đường duy nhất để hướng lên trên. Sớm biết thế thì hắn chờ ở đây là tốt rồi, không cần đánh xiết mấy nơi. Thạch Hạo đứng ở chỗ này, một người giữa ái, mắt nhìn xuống dưới. Ngươi! Sau khi người của một hướng nào đó đi tới thì vừa giận vừa sợ, còn có chút e dè. Bọn họ đã biết tin đời sau tội huyết như là ma vương đang giết chóc khắp nơi. Ngươi muốn làm gì? Có người quát lớn. Ngu ngốc, ngươi không biết sao? Thạch Hạo lạnh lùng nói, giơ tay, tay áo phất phơ, tóc đen bay lướn, hai mắt lấp lóe như đèn thân. Một người chặn ở đây xấu như là ma chú giảng chân, mọi người bị áp chế ra đến nghẹn thở. Những người này xung động, đồng thời vô cùng tức tối. Một cô gái thét to, ngươi có biết hay không đã gây họa lớn thế nào? Ngươi có thể ở đây ngông cuồng nhưng một khi trở lại bên ngoài nhất định sẽ chết, sẽ bị chém. Sắc mặt những người khác cũng đều là cảm căm giận, trong mắt mang theo thù hận. Lẽ ra phải là bọn họ chủ động tiến hành, kết quả lại bị người ta chặn giết ở đây. Những đạo thống của các người là cái quái gì? Sẽ có một ngày oan ức của một tội huyết sẽ sáng tỏ. Hôm nay có ta ở đây, một tên cũng đừng nghĩ đi tới. Thạch Hạo nói, hắn leo lên trên sau mọi người, thế nhưng mà lại là người tới trước. Quả thực đã khiến cho toàn bộ mọi người chấn kinh. Dù là mấy trăm ngàn tôn giả hay là người quan chiến đông nghẹt kia đều chấn động, còn những người bị ngăn cản thì lại càng run sợ hơn. Nói khoác không biết ngưỡng, giết, có người hô. Tất nhiên thì đám người này vẫn không phải là đối thủ, bị giết đến nỗi máu chảy thành sông. Đội ngũ này có tới hơn 100 người, quy mô lớn nhất. Kết quả không ngừng có đầu người rơi xuống, máu tươi bắn lên. Ây, tức chết ta rồi. Ngoài sân trong những người có tiếng tăm đang quan chiến có người gầm nhẹ, không nhịn được mà muốn ra tay. Ngươi, đừng tới đây. Chém giết tới lúc sắp kết thúc thì có người sợ hãi, thực sự đã bị dáng vẻ bừng bừng sát khí của Thạch Hạo làm cho khiếp sợ. Phút một tiếng, một cô gái còn trực tiếp hơn, tự tử đưa kiếm ngang cổ máu bắn ra, nàng hóa thành mưa ánh sáng, cứ thế rời khỏi linh giới. Âm một tiếng, chuyện này khiến cho người ta xôn xao và cũng khiến cho người ta run rẩy. Đến nỗi tất cả những người còn lại của giáo này đều đờ đẫn, đây là chuyện vô cùng nhục nhã. Chuyện này, hận này có thể nào nhịn được đây, ngoài sân là có thần linh rít gào âm thanh như sấm sét. Chuyện này không thể tiếp thu được, đạo thống cổ xưa mà mạnh mẽ, uy hiếp thiên hạ, ấy vậy đệ tử bị người giết đến tàn vỡ niềm tin, lại dùng cách tự sát rời khỏi sân đấu. Chuyện như thế chính là một vết nhơ, là chuyện cười đối với đạo thống cổ xưa quá mất mặt. Thạch Hạo ở trong nháy mắt đó đã giết hết đám người kia, một mình đứng đó nhìn xuống quần hùng, đàn cổ chí tôn không thể nào bình tĩnh được.